I have a pen. I have apple. Boom, Apple Pen. Còn các bạn muốn có robot thì sao? Thì truy cập vào shop kingdrop.com. Đó, thì các bạn chỉ cần ghi chữ kingdrop.com rồi ra ha. Thì shop cực kỳ có giá rẻ, uy tín và chất lượng cho các bạn luôn. Hãy ủng hộ shop giúp mình nhé. Và top có những phần thưởng như là top nạp nào đó. Các bạn sẽ có những phần thưởng giá trị nếu các bạn đu top mỗi tháng luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nhớ ủng hộ shop nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Nidai và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tựa game 4P ha bạn. Thì lần này thì mình sẽ gọi là đi mua cái Gura Idak nha bạn. Đó, để coi cái trái Gura Idak trong tựa game 4P này làm đẹp như thế nào nha bạn. Đó, thì hôm bữa như mình vẫn làm theo comment của bạn hôm bữa chỉ bạn. Thì bạn nói chỉ mình là mình sẽ đi tới hải quân trước nè. Đó, mình sẽ đi tới cái chỗ hải quân. Rồi mình gọi là mua cái chìa khóa các bạn. Đó, mình sẽ mua cái chìa khóa xong rồi mình mới qua cái đảo kia để mình mở cái hang động bí mật các bạn. Đó, để mình mua cái gu rây đắt của rau đen. Nói chung cũng khá là dễ các bạn. Thì tiền thì hôm bữa mình chỉ các bạn mua rồi đúng không? Đó, dễ ẹt luôn. Thì các bạn cứ tới đó farm là tiền easy à. Rồi, bây giờ để mình đi mua chìa khóa nha bạn. Đó, chìa khóa thì các bạn tới hải quân nè. Đây là tổng bộ hải quân nha bạn. Đây là tổng bộ hải quân nè. Còn cái chỗ mà hải quân bình thường là bên này nè. Đó, có hai chỗ hải quân lận, cái này là tổng bộ hải quân, còn bên này là hải quân bình thường. Cái chỗ mà Morgan hay sao với ta mình không có nhớ nữa. Nói chung là hải quân cùi các bạn, còn đây là tổng bộ này đó dành cho đô đốc. Đó, thì cái chỗ key đây nha. Đó, các bạn tới đây các bạn mua cái key cho mình đã. Không nhiều tiền đó bạn ơi, các bạn farm một con bacon bên kia là một đống tiền rồi đó. Thì cái key nè các bạn cầm trên tay. Cái key này là cái trái chấn động nha bạn. Đúng rồi, trái Gura các bạn, cái key trong này là trái Gura bên Lockroot đó chứ. Phải không? Vãi thực sự. Cầm trái Gura nữa chứ thành kỳ. Xạo giả mang chưa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi gọi là đi mua, đi mở cái cổng bí mật các bạn. Đó, mở cái cổng bí mật và mình sẽ mua cái Gura đắt. Ủa từ từ, hết rồi, đúng rồi, đi. Lúc đầu mình cứ tưởng là bên hải quân bên kia á bạn. Thì bạn đó chỉ ghi là hải quân á, mình tưởng là hải quân bình thường bên kia, qua bển không có. Chỉ có tổng bộ hải quân mới có nha bạn. Kiểu vậy. Rồi, ôi các bạn tới cái đảo này cho mình nha. Cái đảo này là cái đảo gì mình cũng chả biết, cái này là cái đảo gì các bạn. Cái đảo này kiểu là đảo cái rừng hay sao bạn, cái này gọi là cái đảo rừng á đó. Đó, thấy không, tại toàn rừng cây không à. Đó, thì các bạn sẽ thấy ông Fuji Tora đứng ở đây đó, ông Fuji đó nha. Đó, ông Fuji đứng đây nào, các bạn có thể mua trái trọng lực ở đây ha, cũng được. Ở đây các bạn thấy cánh cửa chưa, cánh cửa thì các bạn sẽ không vô được đâu nha bạn, không nè. Đó, thì không vô được, nhưng mà các bạn cầm cái trái này lên các bạn để vô đó, phải không, là cánh cửa sẽ mở và đó bạn không, rau đen sẽ đứng trong này nha. Đây chính là cánh cổng bí mật nha bạn. Đó, cánh cửa bí mật. Ủa mấy cục này, mấy cục gì vậy ta? Mình cũng không biết nữa. Đó, cánh cửa bí mật đó, bạn chỉ cần chạm vô là các bạn sẽ mở được cánh cửa bí mật nha. Và trong này sẽ có rau đen, đó sẽ có rau đen đứng trong này. Giờ các bạn sẽ vô mua đó, qua kia đắt nè. Ôi tiền nhiều nhờ, nhìn số cũng nhiều nhưng mà mình thấy cái tiền của mình nhiều hơn các bạn ơi. Mua đó, mua thành công nè. Ơi từ từ, mở cửa. Và trái này là trái màu đỏ luôn nha bạn, cái trái màu đỏ luôn là cực kỳ xịn đó, không đùa đâu. Đây mình cầm lên cho bạn coi nha. Ui đẹp vậy. Ôi Gura Idak mà sao tự nhiên admin đầu tư cho cái Gura Idak này đẹp á chứ, đúng không? Mấy trái khác đâu có hiệu ứng gì đâu. Ủa đúng, trái này đúng đẹp luôn ha bạn, không ở trong màu đen ở ngoài là hiệu ứng aura của trái Gura ha, khá là đẹp, màu trắng đó. Một trái Yuxi nữa, để coi mình mua trái Yuxi thử luôn nha bạn, trái trọng lực luôn ha. Đã mua trái trọng lực của Fujitora cũng được. Rồi, mua thử coi. Trái này màu gì đây? Trái này màu tím thôi nha bạn, trái này không gọi là màu đỏ legend, trái này màu tím là gọi là hiếm hiếm thôi. Trời ơi mày không? Cái trái trọng lực cái cục gì đúng một cục tròn quo màu tím chán không? Còn cái trái này thì quá trời hiệu ứng luôn nữa bạn, thấy không? Đẹp không? Đó là vậy. Từ từ, mình nghĩ là mình cất đi, mình nghĩ ăn vô là mình toan á. Rớt không? Không rớt. Ok, vậy mình ăn vô nha. Ăn trọng lực trước nha. Để ăn xong là toan hết đó, mình biết mà. Để cho đó đi, lát hồi mình tới mình lấy sau. Rồi trọng lực đâu? Đây, Gravity. Đâu, mình coi chiêu như thế nào nha mày. Hả? Cái gì? Từ. Qua thử với quái mới biết được nha mày, mới biết chiêu như thế nào được. Đây, thử với mấy con bacon đi ha. Ba con đi. Chiêu. Chữ là không mất máu luôn. Ít. Ồ chuyết thì mất máu này. Ồ chuyết thì tỏa ra một cái dùng trọng lực nè. Đó phải không? Giống như trọng lực ép xuống á, tỏa ra cái dùng đó thì toan hết mấy con ba con này. Bacon ở chiêu C, thiên thạch hả? Đó chiêu hồi thiên thạch.
Rồi. Ủa? Ủa rồi cục tiên thạch đâu? Ủa? À phải chỉ vô nha bạn, phải chỉ đúng nhân vật này. Nó có cái dấu tiên thạch đó bạn. Ủa? 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 What? Thiên thạch tôi đâu? Ủa? Ủa rồi thiên thạch của mình đâu? Ủa? Chỉ anh trời. À đây 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 đây. Ui. 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 Nhưng mà lắc hay sao bạn ơi, bấm lần thứ 3 mới có cục tiên thạch lận. Ủa nhưng mà ngầu lắm nha bạn. Bạn nhìn cục tiên thạch nè. Mấy bạn thấy ô kìa là bị lỗi bạn ơi, kiểu bị lỗi á. Kiểu đang rớt nửa chừng là mất tiên thạch hay sao các bạn nhìn nè. À hay là mình ngước lên mới được hay sao các bạn ơi, kiểu mình nhìn vậy nè. Mình chỉ như vậy nè. Đó nếu mình chỉ như vậy thì tiên thạch sẽ không rớt xuống hay sao á. À có nè. Ủa sao nãy không có ta, chắc rắc các bạn ơi, chắc lắc á. Mình nghĩ vậy. Ồ, cục tiên thạch cũng bự lắm á nha. Các bạn nhìn cục tiên thạch kìa. Rồi không rớt nữa rồi nè. Lỗi nữa rồi nè. Đâu? Nhấn chừng nào rớt cục thôi. What game cái gì? Lỗi rồi. Cục tiên thạch không rớt liên tục được nha mày. À nổ ở trên mày ơi. Kiểu đang nổ, đang rớt cái bị nổ trên không khí luôn rồi. Bị nổ trên không khí á bạn. Đó heo đó đó đó. Bị nổ trên không khí luôn rồi, trên nó có cục gì chặn hả hay gì á. Ô hai cái hộp gì trên này đây. What? Đâu? Rồi bị nổ trên không khí nữa rồi. Cục tiên thạch này hơi bị lỗi nha bạn. Giờ mình thử chiêu V đi nha. Chiêu V là một đống rớt đúng không? Ôi thiệt nữa bạn. Ôi. Ôi. Ui ôi 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 trời tiên thạch rớt. Ui. Đã nha. Được được chiêu này được. Và có bay luôn rồi. Ok có bay luôn. Nhưng mà bay cục tiên thạch trong này hơi bừa nha bạn. Cái cục này nhìn hơi mắc cười đó. Ủa cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì. Rồi rồi rồi. Trời đất ơi cục bừa thật sự. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình lấy cái Gura X đắt nha bạn. Mình sẽ qua Gura X đắt để mình lấy trái kia mình ăn thử nha. Nhưng mà trái này bay cũng chậm nha bạn. Ủa chậm hơn mình lướt luôn á. Ý Ý mình thả là được nè. Ồ chậm hơn cả mình lướt luôn á thật sự. Bừa dại. Đó mình thấy mình lướt còn bay nhanh hơn nữa chứ. Vãi thiệt. Rồi đây để mình qua mình lấy cái trái Gura X đắt coi trong này làm đẹp nha bạn. Chứ mình thấy ở ngoài là đẹp đó. Đi đi thôi. Ui trong này có kiểu gọi là nhiều đảo lắm nha bạn. Nói chung là nhiều cái bí ẩn nữa nên mình không biết các bạn thì có nhiều bạn comment cho mình biết á. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Đây 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 ăn vô nhồng vô liền nhồng vô liền. Để coi cái trái này bỏ qua ke đắt cộng qua ke liền nữa bạn. Ui ngầu nhờ. Đâu đắt cộng qua ke coi. À, thử chiêu nha. Đầu tiên chiêu ít. Ôi trời. Trời. Các bạn nhìn kìa. Cuốn theo cả cả đất đá luôn mày không nè. Đó. Cuốn theo cả đất đá đi luôn. Một quả cầu bự vãi luôn bạn ơi. Bự kinh khủng luôn. Mình zoom xa hết mất rồi đó. Mà vẫn còn thấy. Còn không thấy hết được quả cầu nha. Mày không. Mà chiêu dép này hồi liên tục luôn nha. Đã vãi mày nhìn. Ui. Trời ơi nhìn đất đá cuốn theo kìa. Trời. Vãi thật sự. Mạnh giả man luôn á. Ai mày, ô mấy bạn nhìn kỹ nha. Mấy bạn nhìn kỹ là sẽ có cái chấn động nằm dưới đó. Đó có cái gọi là cú đấm chấn động của bố già đó mày. Đó kèm theo cái quả cầu đỏ đen luôn cả hai luôn. Đó bây giờ chưa biết nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Ủa mà chiêu nào bạn không? Chiêu nào chỗ đó nó cũng khủng khổng lồ luôn á. Chiêu nào nó cũng khổng lồ luôn các bạn không? Quả cầu nè khổng lồ trội kìa theo đất đá và chiêu ít cũng khổng lồ luôn. Kiểu đúng quá giật luôn á bạn. Kiểu vậy. Rồi tới chiêu C nha. Ui cái gì vậy? Từ từ từ. Cái gì vậy? Trời. Đấm. Trời bạn nhìn kìa. Đấm nguyên một cái đường nước. Nước của bố già mà la với đâu đen luôn. Mấy bạn nhìn cái nào cũng khổng lồ luôn á. Cái nào nó cũng bự vãi luôn mấy bạn ơi. Chiêu nào chiêu đó kiểu khủng bố thật sự. Uầy chiêu V nha sóng thần nha. Chiêu V là gì vậy? Ôi chiêu V là quả cầu của râu trắng nha bạn. Mặc dù quả cầu râu trắng làm gì có quả cầu không có sóng thần nha bạn. Nhưng mà các bạn nhìn kìa. Ôi vãi bạn nhìn quả cầu bố già kìa bự hơn của râu đen nữa. Bự hơn râu đen luôn á. Trời ơi chiêu nào cũng bự. Chiêu nào cũng bự luôn á. Nhìn khủng vãi luôn các bạn ơi. Bạn nhìn kìa. Nhìn đúng khủng luôn á. Trời ơi khủng bố. Các bạn nhìn kiểu kiểu đúng có hai trái này là kiểu là nguyên thế giới là của mình luôn các bạn.
kiểu chinh phục được cả One Piece luôn á. Thật sự các bạn nhìn kìa, trời ơi nhìn bự kìa, vãi thật sự, chiêu nào chiêu đó bự bằng nguyên hòn đảo mà, khủng thật sự. Đúng là trái qua kẻ đắt ha, khủng hơn đúng là Rabiti rẻ sao bằng được hai trái này hợp lại được các bạn. Một trái là thuộc lại Logia mạnh nhất, với lại một trái là thuộc qua Paramecia mạnh nhất mà. Trời ơi, hai trái hợp lại thôi xong. Giờ chỉ có hệ Doan mạnh nhất là đợi như của Kaido các bạn. Đó, đâu đen mà có được Kaido nữa là xong á, thật sự. Quá giật thật sự luôn, đâu đen sẽ là chùm cuối trong One Piece luôn các bạn, kiểu vậy. Đó. Rồi. Chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây rồi nha các bạn. Đó, thì mình đã đi mua cho các bạn coi qua kẻ đắt khủng như thế nào luôn, thật sự. Khủng bố thật sự luôn các bạn, nhìn kìa. Chiêu kìa. Trời ơi, chiêu nào chứ, trời ơi, cuốn đất đá đi trời ơi. Nhìn đã thật sự luôn các bạn. Được thế nha. Rồi thôi ha, thì chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây thôi nha mày. Nhìn đã quá. Thì các bạn nào thấy hay á, cho mình xin một like, một subscribe của mình ha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye.